Lữ đoàn trưởng, ngủ muội này thế nào? Tốt lắm. Đau lưng. Nhanh nhanh, nhanh đấm cho tôi vài cái. Ngủ muội có tốt thế nào đi nữa, ông cũng không thể để mình mệt đến thế này chứ. Từng tuổi đầu này rồi mà còn ghen à? Tôi cần phải ghen sao? Tôi đã bị ông làm cho tức chết từ lâu rồi. Là lão phu nhân không vui, đang ầm ĩ lên đòi đi kìa. Vì sao? Còn không phải vì chê bà Năm không hiểu chuyện. Đã bao nhiêu ngày rồi, chỉ biết ở trong phòng hầu hạ ông, cũng không đến chỗ lão phu nhân thỉnh an mời trà. Đừng nghe lão phu nhân nói như vậy, bà ấy chẳng đi đâu. Ở đây là địa bàn của Lữ đoàn trưởng. Bà ấy, lão phu nhân gia ở đây chính là Phật tổ. Rời khỏi đây được không? Ai mà còn nhận ra bà ta nữa? Dị Bính, Chạm, Yêu Kê. Lão phu nhân tức giận. Chính là vì em Năm không ra khỏi phòng. Con gái của một kẻ trộm mộ cũng không phải là con gái nhà danh giá gì, còn làm cao đến thế. Coi thường mấy chị em chúng ta như vậy à? Con bé này, cô hiểu gì chứ? Nhanh bóc đi. Sau này cô đừng gọi tôi là con bé nữa. Tôi nhỏ tuổi hơn chị, nhưng tôi vào nhà này trước chị. Tôi là chị ba đấy. Bây giờ có em Năm rồi, cô phải làm gương cho em ấy đấy. Tôi nghe nói em Năm còn lớn hơn chị vài tuổi. Chẳng lẽ cô gọi ấy là chị Năm? Đánh nhanh đi. Bác Đồng, thắng rồi. Chị ba trả tiền đi. Thanh nhất sắc. Ông trời thật muốn kim tức chết đói mà. Tôi vốn đã nghèo không ai nuôi rồi, đánh bài còn kiếm được chút pháo. Hai quân. Tôi thật sự lo lắng cho em Năm. Hai ngày trước, lúc xuất giá khóc lóc, các cô ấy khóc, các chị có nghe thấy không? Thực sự là gào thét đến chết. Người hát kịch như tôi còn không có giọng như vậy. Nên tìm vài người canh chừng cô ta một chút. Đừng để cô ta tìm đến cái chết. Cô ta không làm vậy đâu. Tôi nghe nói, ngày nào Lữ đoàn trưởng cũng mang vàng bạc đến phòng cô ta. Còn cả viên ngọc lớn thế này nữa. Viên ngọc mà cô nói đấy à? Đó là bồ ngực của cô thì có. Thôi thôi thôi, Phó Doanh trưởng Kiều đang ở đây đấy. Cái miệng nói bậy bạ. Cô coi Phó Doanh trưởng Kiều như thiếu niên đi. Anh ấy có thể vẫn chưa được thấy bồ ngực đâu. Được rồi, đánh bài nhanh đi. Từ Phụng Chí. Anh là ai? Cô là Từ Phụng Chí à? Từ Phụng Chí là tên của tôi, nhưng tôi trước giờ không dùng đến. Tôi tên Phụng Nghi. Từ Phụng Chí, tôi hỏi cô sao cô không đi học? Tôi đã lớn từng tuổi này rồi còn đi học. Những người đến trường chúng ta học có người còn lớn hơn cô. Tôi ngốc. Anh có dám nhận không? Ba tiết học buổi sáng, hai tiết học buổi chiều đều phải mang cơm đi ăn, còn luân phiên nhau mang cho các thầy. Tất cả có hai thầy. Hai thầy đều không ăn cơm à? Hả? Nếu không phải sẽ gõ cửa từng nhà thì không gái người ta đi học. Từ Phụng Chí, cô... Chí Phụng, nóng hơn nữa rồi. Cứ nóng như thế này nữa, con trai tôi sẽ mất mạng. Đại phu, ông nhìn nghĩ cách gì đi đại phu. Phụng Nhi, thần kinh cậu ấy như vậy là bệnh thần kinh. Tâm bệnh vẫn cần phải tâm dược điều trị. Bệnh này tôi không chữa được. Đại phu, cậu xin ông đấy, đại phu. Cậu xin ông. Đại phu, ông hãy nghĩ cách khác gì đi. Không có cách gì hết. Con trai của tôi. Phụng Nhi, Phụng Nhi, Phụng Nhi, Phụng Nhi, Phụng Nhi. Mẹ ở đây, mẹ ở đây. Con trai, con trai. Thỉnh an ngũ phu nhân. Tôi muốn gặp lão phu nhân.
Mẹ, con dâu dập đầu kính mẹ. Em Năm, mẹ chúng ta mong bế cháu nội, nhưng cả bốn chị em đều không có tài đó. Bây giờ nhà chúng ta đều trông chờ vào em đấy. Ai là người nhà với cô ta? Mẹ, em Năm mau đứng dậy đi, nhanh dâng trà lên cho mẹ chúng ta. Đừng lại gần tôi. Tôi nói cái chân đau của tôi đã khỏi mười mấy năm nay, lại bắt đầu đau rồi. Âm khí quá nặng. Tối qua trong nhà có tiếng mèo hoang kêu cả đêm. Mèo có tính linh lợi, từ xa đã ngửi thấy mùi thi thể trong mộ. Thằng khốn Triệu Nguyên Canh này cưới con gái của kẻ trộm mộ về coi như bảo bối. Tôi không sống nổi ở đây nữa rồi. Con dâu, mẹ bảo con chuẩn bị xe. Con chuẩn bị xong chưa? Hôm nay đưa mẹ về quê ngay. Mẹ, mẹ đừng một câu kẻ trộm mộ, hai câu kẻ trộm mộ, để kẻ hầu người hạ nghe thấy không hay. Vậy thì làm sao? Con tưởng ai có thể coi cô ta như tiểu thư ngọc ngà gấm dốc nhà danh giá à? Mẹ, chân mẹ đau à? Để con bóp chân cho mẹ nhé. Mẹ, con là con cái nhà nghèo, không có gia giáo. Nếu có chỗ nào làm không tốt, mẹ cứ đánh con, mắng con, lấy búa đập con cũng được. Con muốn làm con dâu tốt của mẹ. Em Năm, có chuyện gì đau lòng, chúng ta ra ngoài nói. Mẹ, lúc con còn chưa bước chân vào nhà mình, con đã nghe nói mẹ là người có tấm lòng Bồ Tát. Nếu không phải vì có mẹ, con dù chết cũng sẽ không lên chịu qua đâu. Con là đứa trẻ số khổ, từ nhỏ đã không còn mẹ đẻ. Con cầu xin mẹ, mẹ đừng nhắc đến những chuyện xấu xa mà cha con đã làm đó được không? Cảm ơn mẹ. Các cô hãy qua đây cả đi. Em Năm đến thăm mọi người đây. Đây là chị hai. Chào chị hai. Ừ, đây là chị ba. Nhìn chị ba trẻ thật, chắc là tuổi còn nhỏ hơn tôi. Chắc chắn tôi nhỏ hơn một chút. Khi tôi gả vào phủ này mới 14 tuổi. Tuổi có nhỏ thì vẫn là chị. Chào chị ba. Đó là chị tư của em, là người lợi hại lắm đấy. Trước khi gả vào nhà chúng ta, cô ấy là diễn viên có tiếng của đoàn kịch. Chào chị tư. Hôm nay coi như đã gặp được người thật việc thật rồi. Tôi còn tưởng em Năm mới vào nhà này là một cô gái nhỏ bé. Từ nhỏ em đã xấu xí, trong nhà không có của cải hồi môn gì, cho nên tuổi tác đã lớn mà không gả được. Nếu không phải Lữ đoàn trưởng, tôi nghe nói trước đây cô từng hứa hôn với người họ Liễu, phải không? Thu Hương, không chỉ một mình tôi biết. Hôm uống rượu mừng đó, Lữ đoàn trưởng nói trước mặt hàng trăm người. Là vì Lữ đoàn trưởng muốn lấy cô nên mới từ chối hôn sự, phải không? Người luôn hướng lên trên, nước luôn chảy xuống dưới. Câu nói đó là như vậy phải không chị cả? Ồ, đúng. Ngũ phu nhân đã mang cơm đến cho cô rồi. Chào ngũ phu nhân. Mấy ngày nay để bà mang cơm đến phòng, vất vả cho bà rồi. Xe phu nhân nói kìa, hầu hạ ngũ phu nhân là phúc phận của tôi, sau này đừng mang đến nữa. Các phu nhân khác đều đi ăn cùng, tôi không tiện làm người đặc biệt. Vâng. Ồ đúng rồi, Lữ đoàn trưởng mang đến một chút điểm tâm, bà hãy mang đi chia cho mọi người. Không có nhiều nên mọi người cùng nhau nếm thử. Cảm ơn ngũ phu nhân. Bà vào đây. Ngũ phu nhân, nếu cô không để tôi mang cơm đến nữa, sau này làm sao để mang thuốc đến được?
ngày nào cũng mang cơm đến sớm muộn sẽ bị người khác phát hiện. Thế này đi, cách một ngày bà mang đến một ngày, sẵn các thuốc đợi. Tôi nói đói rồi, tức là lữ đoàn trưởng không có ở đây, lúc đó bà hãy mang đến. Mỗi lần mang đồ uống hai ngày, tôi uống một bát để lại một bát. Dân điểm tâm. Dân. Vậy tôi thay mọi người cảm ơn Ngũ phu nhân. Chị dâu, chị tìm em. Con gái của kẻ trộm mộ chưa từng học hành, thật sự là một nhân vật đấy. Chị nói đến Ngũ phu nhân, cô ấy từng học hành, chính là tên họ Liễu Thuần, là tiểu tử họ Liễu đó từng dạy cô ấy. Tôi nói, chẳng phải từ nhỏ cậu đã quen biết cô ta sao? Cậu hãy nói cho tôi biết, có phải cô ta là người có giả tâm? Giả tâm? Chị đang lo lắng điều gì? Chị dâu cậu đã ngoài 40 tuổi, lại không sinh được danh họ cậu đứa con nào. Tôi lo lắng điều gì, cậu còn không biết rõ sao? Đúng, em từ nhỏ đã biết cô ấy. Nhưng khi em đến nhà chúng ta làm sai dịch, công việc nhiều lại bận, mấy năm nay em không gặp cô ấy. Anh họ cậu làm sao dám được cô ta lấy cô ta về? Tôi đều biết rõ ràng, chuyện này có liên quan tới cậu. Nếu mà dẫn vào một đứa phá hoại gia đình, sau này cậu đừng hòng gì, cuốn gói mà đi. Tường Cát An. À, Phụng Nhi, cô. Ngũ phu nhân, đi theo tôi. Làm gì? Này, đi. Cô đưa tôi đến đây làm gì? Tôi đã tìm cả buổi chiều, chỗ này yên tĩnh. Này, Ngũ phu nhân, đừng gọi tôi là Ngũ phu nhân. Nói đi, tại sao Triệu Nguyên Canh lại lấy tôi? Thấy cô xinh đẹp, tôi nhổ. Thấy tôi xinh đẹp, cho dù tôi không xấu, thì những cô gái xinh đẹp trong thiên hạ đều chết hết rồi à? Cha tôi là tên nghèo kiết xác, ông ta có tiền có thế, cần gì phải lấy tôi? Vậy thì tôi không rõ đâu. Anh có nói không? Tôi thực sự không biết. Được, anh không nói tôi hét lên. Nói với mọi người, anh dẫn tôi tới phòng củi để sàm sỡ tôi, xem họ xử lý anh thế nào. Cô hãy tha tôi đi, tôi kiếm miếng cơm trong phủ này đã không dễ dàng gì rồi. Anh nói đi. Hôm đó sau khi thả cô đi, anh hỏi tôi liền bảo tôi đến hỏi cưới ngay lập tức. Tôi thực sự không biết gì sao. Được. Ông ta bảo anh đi hỏi cưới, tại sao không nói tôi đã được gả cho Liễu Thiên Tứ rồi? Anh lại tốt rồi, vừa nghe thấy tôi đã được hứa gả cho người ta, đừng ép người ta từ chối hôn sự. Anh là đồ vong ân bội nghĩa, anh rắp tâm hại tôi. Anh đừng quên tôi từng cứu mạng anh à. Sao tôi rắp tâm hại cô chứ? Cô không biết tính cách của anh họ tôi. Anh họ tôi muốn lấy cô là nhất định phải lấy. Tôi không bảo hắn ta từ chối hôn sự có được không? Tôi nói cô biết, nếu đổi thành người khác đi làm chuyện này, ba người nhà họ Liễu đều phải gặp xui xẻo, dớ dẫn. Tôi thấy anh không lợi dụng được tôi, mình cố tình hại tôi, có phải không? Đúng, tôi nghe cô đã hứa gả cho người ta, tôi rất tức giận. Nhưng tôi biết thế nào là tốt xấu. Năm đó, cô đã cứu tôi từ nơi quan giả về, cho tôi ăn cháo loãng để cứu sống tôi. Ơn cứu mạng đó, sao tôi có thể hại cô được? Tôi thấy anh muốn đổ chút máu có phải không? Cô giết tôi đi. Năm đó tôi ăn xin suýt chết đói, vừa đúng 11 tuổi. Bây giờ tôi đã sống thêm được mười mấy năm. Mười mấy năm đó là cô đã cho tôi, cô đang một nhát lấy lại. Tôi không một lời oán thán. Bây giờ cô là Ngũ phu nhân, tôi là một phó quan. Cô muốn lấy mạng tôi bất cứ lúc nào cũng được. Nếu không phải là tôi, cô và cha cô đã bị chặn đầu rồi. Nếu nói ơn cứu mạng, tôi cũng đã báo đáp rồi. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã thích cô, sao tôi có thể làm hại cô chứ? Vậy hôm đó anh đã nói với tôi giữ lại thanh sơn còn là có ý gì? Chỉ cần giữ lại mạng sống, sau này chúng ta vẫn còn có thể. Đừng nói tương lai, nếu muốn giúp tôi thì chính hôm nay. Hôm nay, tối nay hãy giúp tôi trốn ra ngoài. Tôi đã dùng hết sức để nịnh nọt bà già đáng chết đó, lại lừa bịp mấy mụ đàn bà kia. Bọn họ chắc chắn không ngờ đến tối nay tôi muốn trốn ra ngoài.
Cô hãy tha cho tôi đi. Tôi thực sự không có bản lĩnh đó. Cô đã nhìn thấy rồi đấy, khắp nơi đều là lính canh. Cô không chạy được đâu. Nhà họ tại sao lại có nhiều lính canh đến vậy? Trước đây không nhiều thế. Sau khi cô về đây đã tăng cường thêm, chuyên dụng để phòng cô đấy.